quy hoạch nói là 84.000 pháp môn, thì những pháp môn gì, giới luật là những cái gì, giới như thế nào, định như thế nào, tuệ như thế nào, phương pháp tu hành như thế nào, hay là cái gì đó, gặp những vị mà họ đi trước thì mình đi theo, hay là cái gì tới để tham khảo với họ, cách thức của họ, rồi bắt đầu khi mà hình thành cho mình đầy đủ rồi đó, tự mình bước đi. Có từ mình trải nghiệm, từ mình nói xem lời Phật dạy như thế nào, xem có đúng không, mình trải nghiệm luôn. Có từ cảm giác xả bỏ tài sản, không có cái gì để xem tí nữa cô lo, cô đói không đó, ai cho cái gì, chẳng hạn như là tí nữa là anh phải vào quán ăn cơm đúng không? Nhưng mà giờ mình quăng hết rồi, nhìn đây giờ ai cho mình ăn đây, dám chấp nhận ok bác đi xin ăn để họ chửi. Đó, họ nói là như hồi nãy con đi vào các thầy đây là đi theo, là con nói là các thầy mà chưa bỏ được á, là đi khách thực thì muốn đi thì vứt tiền bạc ấy, rồi nhận đồ khách thực. Nhưng mà mình còn tiền á thì mình vào chợ mình mua mình ăn ngày một bữa. Mình đúng cư sĩ thì vào họ nói là ông này đi tu có mấy người đi mua trước hay cho đi cho, nhưng mà mình đâu có cần cái đó đâu, nhưng mà họ chê như thế là mình không có thể gọi là nổi sân với họ. Mình vẫn im lặng, mình vẫn mỉm cười, họ nghĩ sao nghĩ, nhưng mà cái thực tế mình đâu không cần, giống như mà anh xả bỏ rồi vứt bỏ tiền bạc rồi, họ mang cái có người mang một ván đấy, nhưng mà anh không cần tại vì mình không ăn nữa. Thì họ có nói sao đi để nữa, mình cũng không cần, chẳng hạn bây giờ anh vứt xe rồi có người vác xe tới đi theo để cho anh ngồi, nhưng mà thực tế anh không cần gì, đâu có tiền gì tới anh đâu. Mình xả bỏ mình đi, cứ đi để cho anh hỏi cho thoải mái, mọi người cứ đi trước đi, giờ cứ đi trước chờ con một chút. Cho con hỏi thêm là cái sâu sắc hơn một chút, ví dụ về cái sự mà xuất gia này, học tập tu tập theo đạo Phật, là những điều đấy tự mình có thể làm được, tự mình làm được, tự mình nghe kinh sách đầy đủ xong rồi đặt niềm tin, gọi là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Tự mình đặt niềm tin, có nghe kinh sách rồi tiếp. Bây giờ thì thiền hữu tri thức là rất là hiếm, gặp được thiền hữu tri thức rồi, nghe giáo pháp rồi, nghe đặt niềm tin rồi, lắng tai nghe rồi, bắt đầu tự mình niềm tin có tín lực rồi, bắt đầu mới có nguyên lực, có tín nguyên hành. Đây là rất là người đang đi có tài sản như thế này, tự nhiên đứng ở đây xả bỏ ba y bát, kiếm cái vải quấn cao tóc đi luôn, trải nghiệm cái sự xả bỏ coi như thế nào đó, tranh luận như thế nào, biết thầy chắc con là tiên tử, bây giờ con xả bỏ hết luôn. Đệ tử là tự làm đệ tử Phật nói rồi, nếu bây giờ mà con là thành chánh đẳng giác là con nhận anh đệ tử ngay. Nhưng mà tại vì con chưa thành chánh đẳng giác được, con đang bất nguyện. Thì vậy biết đến khi nào? Nhưng mà rồi cũng đủ duyên. Nhưng phải có một người thầy hướng đạo chứ, bây giờ tự nhiên con xả bỏ tất mà không có người thầy. Bây giờ có người thầy giống như một người trẻ con mới sinh ra mà không có mẹ thì đây rất có khó. Có người thầy đây, người thầy là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói láo, dù không có tiền bạc, cách giữ những cái giới luật đó là thầy. Không ai thầy hơn cái đó cả. Không tài sản, không nhà cửa, không con cái, không vợ con, không có ruộng vườn, không có xe pháo, xe cộ. Sống ở rừng, ở núi, ăn ngày bữa ba y bát, sống mà phấn tạo y như thế là thầy. Giữ được là thầy, cứ giữ ở đây này là nó là thầy của mình đấy, chứ không có ai thầy mình được hơn nữa. Hết cỡ rồi, hết tận gì rồi, có giới, có định, có tuệ là thầy. Đó là mình giờ cần gì ai hướng dẫn mình nữa, những cái người hướng dẫn mình có làm được như thế đâu. Mình lấy cái giới đó đặt điều gọi là anh về tìm ở trên mạng á, đầu tiên thì chưa có, nhưng mà năm giới là cái gì, rồi tám giới là như thế nào, cách hành trì năm giới, cách hành trì tám giới, rồi 10 giới, rồi 250 giới luật là những giới gì, học những giới đó rồi bắt đầu thọ trì, rồi nghe kinh sách Bắc Tông, Nam Tông, Tam Tạng kinh điển, Tạng kinh, Tạng luật, Tạng luận đầy đủ, chuẩn bị cho mình một cái kiến thức cho một cái đời sống, kể cả bây giờ không cần nghe, anh cứ xả bỏ tại đây, đi lên đường bộ hành rồi gặp chỗ nào rồi mình học chỗ đấy, có điện thoại đấy anh cứ dở ra anh học dần dần đấy, không còn nói tiếc điều gì rồi dần dần quen rồi nó cũng được. Cứ dự giới đầu tiên là cứ dự giới ăn chay, ăn ngày một bữa cho được cái đã. Rồi tao phê đừng có dùng tiền bạc nữa, đừng có lấy tiền bạc của ai nữa, đừng có bao giờ nhận đồng tiền nào của ai cả. Đi ăn ngày một bữa trước 12 giờ, rồi giữ thêm đừng có bôi dầu thơm, nói chung từ bỏ dục tham, dâm dục là chắc bao giờ từ khi đến dục dục bỏ những cái pháp môn Phật dạy á, là ngoài mục đích bỏ tham sân si, pháp môn nào cũng đem đến để loại tham sân si. Cho dù có 84.000 pháp môn hay còn nhiều pháp môn đi chăng nữa, mục tiêu của nó là cùng tiêu diệt tham sân si, tiêu diệt tham sân si được là giải thoát. Đó giờ mình còn xe còn đồ đạc còn tham sân si, giờ mình hết rồi mình tham sân si với ai nữa? Đó là bỏ cái đó thì mình xác định người thầy của mình như thế rồi là mình lên đường hết.